Vâng, em xin chào toàn thể các bác, các cô chú, anh chị cùng toàn thể quý vị, các bạn. Hôm nay thứ 6, ngày 9 tháng 6, em tiếp tục làm video xin được gửi đến tất cả đến toàn thể quý vị, cô bác, anh chị 3 chiếc quạt mang thương hiệu em. Thứ nhất là một em Neck Neocon quạt nhựa, và một em Mitsubishi chấn áp, và một em thứ ba là một em Toshiba chân nhện. Đấy. Thì sau đây em xin vào chi tiết từng em một. Một em quạt Neck Neocon, quạt nhựa toàn tập, nhưng mà logo với cánh rất mới bác nhé. Em bán em quạt này gần như là bán logo với bán cánh. Đấy. Thì bác nào mà có một chiếc quạt Sanier nào, hoặc là một bác nào có một cái chiếc quạt quạt Neck, thì các bác mua cái con quạt này về, các bác sang lồng rồi thì sang logo nhé. Đấy. Thì con này có chiều cao là 90 cm, lồng trước lồng sau đều là lồng xi, bầu nhựa túp năng rút. Đấy. Logo em này còn rất mới. Đấy, thân mấy cánh là đồng màu nhau. Đấy. Thì em này có 4 phím 3 chế độ gió, một đồng hồ hẹn giờ. Nhưng mà đồng hồ hẹn giờ này không hoạt động bác nhé. Đấy. Em này có bị mẻ mất ở dưới đáy, bị hơi bị cong một tí chút. Đấy. Còn cánh với lại logo thì còn rất mới. Em xin bật chức năng của nó luôn. Đấy. Em này vẫn hoạt động bình thường. Túp năng và tất cả các chế độ gió quay vẫn hoạt động bình thường. Riêng có đồng hồ hẹn giờ là không hoạt động bác nhá. Em báo luôn tình trạng. Đấy. Mọi thứ hoạt động bình thường. Trừ hai cái em vừa thông báo. Đấy, hình dạng thì rất đẹp. Có mỗi một điều là hẹn giờ không hoạt động thôi. Bây giờ cái hẹn giờ mà có 40 phút thì 45 phút thì cũng ít người sử dụng lắm. Đấy. Ưu điểm của em này là cổ cánh này. Đấy, logo còn rất mới. Bác nào mà mua về, các bác nên đợi cho một em Neck, hoặc là một em Neck, hoặc một em Sanier đều được bác nhé. Cái cánh này là sang được hai dòng đấy. Đấy, cánh logo rất đẹp. Thôi em cứ bán cho nó trôi hàng, chứ thật ra thì bán con này thì cũng gần như là chỉ bán cánh và bán logo thôi. Đấy, em bao chức năng, mọi chức năng hoạt động bình thường, trừ cái em vừa thông báo. Giá em bán này 1.1 triệu bác nhá. 1.100.000. Bác nào mà có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng cho em thêm 100. Đấy. Đó là chuyển khoản đủ thì em vẫn bao ship. Một em quạt cánh màu đỏ, logo điếc rất mới. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường. Có hai cái tình trạng em đã thông báo rồi. Và vẫn bao cổ cánh này cho các bác nhé. Giá bán 1.1 triệu cho bác nào chốt đơn. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu lên nguồn thì em cộng cho thêm 100. Bác nào chuyển khoản đủ thì em vẫn bao ship. Đấy, rất rõ ràng. Em chuyển sang em quạt thứ hai. Một em quạt Mitsubishi. Đấy, các bác nhìn cái nồng của nó này, rất độc đáo. Đấy, một logo còn rất mới. Thì em này có chiều cao là 88 cm, lồng trước lồng là lồng mạ, lồng sau là lồng sơn, bầu sắt các bác nhá. Đấy, bầu sắt các bác ạ. Đấy. Đấy, rất bon. Cổ cánh em bao cổ cánh nành cho các bác. Đấy, em cũng đang xoay luôn
Không, khi cái tình trạng là ví dụ như là nó ở nhà em đi, nhiều khi nó va chạm gì nó nứt đấy, cổ cánh này bác nhá, đấy thân của em ở đây. Thì em này có ba phím này là một phím tắt bật của túp năng cáp, phím này là chốt hạ lưng thân, và em này là số chấn áp. Đấy, thì sau đây em sẽ bật số luôn và đồng thời bật túp năng. Đấy, túp năng cáp các bạn, dòng mít này cho cái chất lượng gió rất là ok, rất êm. Đấy, tắt bật đây, tắt bật ở đây, số đây. Đấy, có ba chế độ gió, số 1 là số to bác nhé, này số 1 là số to này, đấy số 2 này, số 3 này, đấy số chấn áp. Dây dợ vẫn còn nguyên zin theo quạt, cổ cánh nành. Còn về cái về mặt này thì em nó cũng được khoảng tầm 80 đến 82% theo đánh giá của em. Thế còn bác nào mà đánh giá hơn thì là nó sẽ thấp hơn hoặc cao hơn. Thì cái này nó cũng rất là khó để hỏi là bao nhiêu phần trăm. Đấy. Cái quạt mà nó đã qua sử dụng rồi thì các bác cũng phải hết sức thông cảm, này nó cũng có cái sức sắc theo thời gian. Đấy, logo thì còn rất mới. Em cũng đang xoay luôn cho các bác xem. Đấy. Đây, dây rất là mềm đây. Mỡ bò em cho vào đây mà nó lấy cả ra ngoài. Đấy. Dây rất là mềm. Lồng này sơn xiếc là theo con nguyên zin. Đấy. Chạy rất êm các bạn. Em chuyển số 3 cho nó. Rất to. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Sắt toàn tập. Và cánh nhựa các bác nhé. Đấy. Bầu sắt, thân sắt. Đấy. Đế sắt. Cổ cánh nành. Logo mới. Số chấn áp. Mọi chức năng công năng hoạt động bình thường. Đấy. Thì em này em bán giá công khai, giá bán tại cửa hàng 3 triệu đồng cho một chiếc quạt Mitsubishi chấn áp. Đấy. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Bác nào có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng thêm 100. Còn không lên nguồn mà các bác chuyển khoản đủ thì em bao ship. Đấy. Một bài ca muôn thuở là em vẫn bán như thế. Đấy, 3 triệu đồng cho một em quạt Mitsubishi chấn áp, chạy rất êm bác nhé, không có một tiếng động nào luôn. Trục rất dài. Cánh cổ lành tít. Đấy. Sơn bản nguyên zin. Logo rất mới. Đây em quay xa để cho các bác nhìn tổng thể. Đấy, giá cả em báo công khai. Tình trạng như thế nào em sẽ báo hết. Và em xem em quạt số 3. Một em quạt mang thương hiệu Toshiba. Đấy. Đây, cái này nó lằng nhằng như cái tổ nhện, thế là người ta gọi là tô nhện, tô chân nhện ấy. Đấy. Y như hình các bạn nhìn như cái kiểu như con nhện. Đấy, rất độc các nhé. Rất độc và lạ. Đấy, thì em này có sải cánh 30, lồng trước lồng sau đều lồng sơn. Đấy. Bầu nhựa túp năng rút. Đấy. Đây, cái này nó lên xuống là hãm ra đây. Đế xoay nhé bác nhé. Đây. Cái này là xoay chốt nâng thân này. Đấy, cổ cánh nành cho các bác. Đấy. Đấy, em về hàng bãi về nó như thế nào em vệ sinh và em bán luôn. Em không tút tát gì. Các bác có nhu cầu làm đẹp hơn thì các bác đấy. Chân trước này sơn vẫn còn rất còn còn ấy các bác nhé. Này sờ rất mát.
Sơn nó nhiều khi nó cũng điểm xuất sắc ra một tí. Thì em này có 4 phím 3 chế độ gió. Đấy, số ngược các bác nhé, 321. Đấy, túp năng rút. Đấy, đế rồi đế xoay. Đấy, dây giếc này các bác này, nhìn này, dây theo theo quạt nguyên zin luôn các bác nhé. Đây em xin test bật chức năng của nó. Đấy, số 3 thì là số bé. Số 3 là số bé. Đấy. Nhìn này, em quạt này nó mang tính chất là sưu tầm nhiều hơn là về về ấy. Còn sử dụng hoạt động bình thường. Nhưng mà đấy. Sải cánh 30 chốt tên lửa nhá. Đấy. Số 3 là số bé. Đây em chuyển sang chế độ số 1. Số này các bác ấn chéo xuống một tí vì là số này số vát. Ấn vuông là nó ấn thẳng xuống, đây là ấn số vát thì phải ấn các bác không biết là ấn lại bộ là lại. Ấn vát xuống. Đấy, số 1 rất to bác nhá. Số 1 là số to luôn. Và em vẫn bao cổ cánh này cho các bác. Một chiếc quạt tô tô chân nhẹ. Đấy. 4 phím 3 chế độ gió. Phím đây, phím vát. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Chỗ này nó điểm nhấn của cái mạ chrome xong 4 phím trông rất nổi. Đấy. Cổ cánh em vẫn bao lành cho các bác. Đấy. Và một chiếc quạt tô chân nhện, giá em bán công khai tại cửa hàng 3 triệu đồng cho một chiếc quạt Toshiba. Đấy. Gọi là tô chân nhện như thế. Chóp tên lửa. Đấy. Cổ cánh nành. Các bác nào có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng cho em thêm 100. Đấy. Và bác nào chuyển khoản đủ thì em vẫn bao ship. Thế bác nào mà thích cái sản phẩm nào mà có nhu cầu sử dụng của các bác đến đâu thì các bác hãy mạnh dạn điện cho em theo số điện thoại là 0969 135 686. Em có địa chỉ tại Cộng Nạc Tứ Kỳ Hải Dương. Và em nhận ship toàn quốc. Đấy, bác nào chuyển khoản đủ thì em bao ship. Ngoài ra em còn rất nhiều những cái phân khúc khác nhau. Bác nào cứ dùng cái phân khúc nào, quạt đẹp, quạt rẻ, quạt xấu, quạt sưu tầm, quạt cổ, các bác cứ mạnh dạn điện cho em theo số điện thoại em vừa thông báo. Em sẽ có nhân viên tư vấn cho tất cả các bác, các cô chú, anh chị những cái sản phẩm mà các bác đang tìm kiếm. Thì video của buổi trưa ngày hôm nay em xin tạm dừng tại đây. Chúc tất cả các bác, các cô chú, anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả, nhiều năng lượng. Và ai xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh của em mỗi ngày có một nhiều người biết tới. Thế là xin cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã xem theo dõi video. Xin hẹn gặp lại vào video sau. Thân ái chào tạm biệt.